Xin chào các bạn cung bò cạp, và đây sẽ là trải bài dự đoán tổng quan dành cho tháng 2 của các bạn. Và mọi người có thể xem theo cung mặt trăng, mặt trời, cung mộc, sao kim hoặc là nhà thứ bảy để biết thêm chi tiết hoặc là về cái bài tổng quan dành cho bản thân của mình. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu với về phần công việc của cung bò cạp trước. Thì mọi người nhớ rằng là mình làm thứ tự các video dựa trên lượt like và lượt bình luận cho mỗi cung, cho nên là các bạn hãy tích cực like và bình luận cho cung của mình nha. Đối với các bạn cung bò cạp về phần công việc á, thì trong tháng 2 này các bạn sẽ có một cái sự chuyển hướng mới. Ở đây đầu tiên là các bạn có lá ba gậy. Mọi người có thể thấy hình ảnh của lá ba gậy ở đây là một người, và người này thì đang rất là suy nghĩ đắn đo về một thứ gì đó. Và chính vì như vậy cho nên là cái sự đắn đo nó cứ kéo dài mãi. Có thể là cái sự đắn đo này nó không phải là ngày 1, ngày 2 mới xuất hiện, mà nó đã có từ rất lâu rồi. Cho nên là bạn hãy thấy cái độ dài hay là cái chiều cao của ba cái cây á, nó hiện lên và nó đã mọc từ được giống như là gần hơn nửa thân người rồi. Và có thể là cái sự đắn đo của bạn sẽ là về công việc, giống như là bạn đã có rất là nhiều cái điều băn khoăn, những cái dự định trong công việc của mình mà bạn không chắc chắn, hay là bạn có rất là nhiều cái sự bất an, bạn cảm nhận được rằng cái công việc hiện tại nó không phù hợp hoặc là nó không mang đến cái sự ổn định dành cho bạn. Cho nên anyway, bất cứ cho dù có suy nghĩ đó là như thế nào thì bạn vẫn có một cái điều gì đó băn khoăn, trăn trở. Và bạn có lá Wheel of Fortune và Ace of Cups ở đây, nó nói lên là cái tiếng nói nội tâm của bạn á, nó cũng đã lên tiếng trong cái việc đó. Và trong lòng của bạn á, bạn đã luôn có một cái sự câu hỏi rằng là liệu rằng cái sự băn khoăn hay là cái việc mà mình luôn suy nghĩ như vậy á, liệu nó có ổn hay không, hay là mình có nên có cái hành động, một cái gì đó tác động lên về phần công việc của mình hay không. Và ở đây Wheel of Fortune nó mang ý nghĩa rằng là bánh xe định mệnh sẽ thay đổi và nó sẽ mang đến một cái sự đổi mới dành cho các bạn. Các bạn có lá A New Star is Coming ở đây, cho nên đối với những bạn cung bò cạp trong tháng 2 này có thể là có một cái sự thay đổi mới về trong công việc của các bạn. Có thể là các bạn sẽ có một cái chuyển hướng nào đó mới, hoặc là có thêm những cái phần phân nhánh mới trong công việc, hoặc là bạn được giao những cái nhiệm vụ mới, những cái dự án mới, hoặc là bạn chuyển nhóm, chuyển công tác, hoặc là cũng có thể là bạn chuyển công ty. Thì nó sẽ bao gồm tất cả rất là nhiều thứ, nhưng chắc chắn một điều rằng là sẽ có một cái sự thay đổi dành cho bạn. Và cái sự thay đổi này nó sẽ mang bạn ra khỏi cái khu vườn ở bên trong. Ở đây bạn có lá The Garden and the Gate, giống như là hình ảnh của nàng thiếu nữ, và khi mà nàng luôn đứng ở bên trong khu vườn, nhưng mà trái tim của nàng á, thì luôn hướng ra khỏi cái thảo nguyên mênh mông rộng lớn và muốn vượt ra khỏi những cái hàng rào, những cái điều ngăn cách. Và đây có thể là trong tháng 2 này á, sẽ có rất là nhiều sự thử thách dành cho các bạn. Các bạn có lá chua New Direction and the Garden and the Gate, như là bạn hiểu được rằng là có thể cái công việc hiện tại hoặc là cái tiếng nói nội tâm của bạn á, cái điều mà bạn thôi thúc trong lòng, bạn biết được rằng là đã lúc mình cần phải lựa chọn những cái hướng đi mới, hoặc ít nhất rằng là mình cần phải có một cái hành động đột phá gì đó để mang đến cái sự thay đổi trong công việc của mình. Và cái sự thay đổi này sẽ hướng đến các bạn ở những vùng đất cao hơn, xa hơn, nơi có rất là nhiều những cái điều thử thách. Nhưng những cái thử thách đó nó sẽ bao gồm đến cho bạn những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm, những cái bài học tuyệt vời. Và ở đây bạn có lá Victory, có nghĩa là success, sự chiến thắng. Cuối cùng là thì bạn sẽ nhận được những cái điều mà bạn xứng đáng, hay là những cái điều mà bạn mong đợi bấy lâu nay. Cho nên đối với những bạn cung bò cạp, nếu như mà bạn vẫn còn đang băn khoăn suy nghĩ và bạn sợ sự thay đổi, bạn sợ sự chuyển hướng á, hay là bạn ngại hành động để như là bản thân mình có thể đột phá cái dòng chảy hiện tại, thì đã lúc các bạn còn phải tiến lên về phía trước. Và thay vì các bạn cứ mãi ở trong cái khu vườn và bạn nghĩ rằng nó là một cái khu vườn rất là tuyệt đẹp, đã rất là an toàn rồi á, thì hãy nhìn ra xa, tại vì ở bên ngoài nó vẫn còn một cái thảo nguyên rất là rộng lớn đang chờ bạn để khám phá. Và mọi thứ ở đây á, cái thành công hay là cái lá Victory này nó có thành sự thật hay không á, thì nó sẽ tùy thuộc vào bạn rất là nhiều. Ở đây bạn có lá It's up to you, nó sẽ phụ thuộc vào cái việc mà bạn có dám hành động hay là bạn có dám choose a new direction hay không. Cho nên đối với những bạn cung bò cạp á, các bạn nên có một cái suy nghĩ kỹ lưỡng về cái vấn đề về công việc dành cho bản thân mình. Và hoặc là nếu như mà các bạn cảm thấy có rất là nhiều lo sợ
hay là về việc thay đổi công việc hay là chuyển hướng, thì ít nhất cái việc mà các bạn cần phải làm á, các bạn có thể làm, đó chính là thay đổi thái độ của mình. Và thay vì các bạn luôn lo lắng hay là các bạn cảm giác bất an hay là các bạn có rất là nhiều những cái điều suy nghĩ á, thì hãy cố gắng hết sức mình, hãy nỗ lực hết sức mình. Và thật ra tất cả những gì tốt đẹp ở tương lai hay là cái sự thành công ở tương lai á, nó đều bắt nguồn ở hiện tại cả. Và cái việc mà các bạn luôn lo lắng hay là các bạn có những cái nỗi sợ, những cái nỗi bất an á, thì nó sẽ luôn mang đến những cái điều không tốt, như là luật hấp dẫn vậy. Và khi mà bạn luôn có cảm giác như vậy, những cái điều tiêu cực á, thì nó sẽ vô tình thu hút lại đến với cuộc sống hay đến với công việc của bạn những cái điều tiêu cực. Cho nên hãy hãy ít nhất, nếu như mà các bạn sợ hành động, thì hãy thay đổi cái thái độ của mình trước, và thay đổi cái cách nhìn, hãy nhìn theo một cái hướng nhìn khác, và hãy luôn lạc quan, hãy luôn nỗ lực trong vấn đề, trong công việc, và rồi cái sự chiến thắng hay là cái sự thành công sẽ đến với các bạn. Và đó là về phần công việc dành cho những bạn cung bò cạp. Bây giờ mình sẽ đến với phần tình cảm dành cho các bạn còn đang độc thân, để xem rằng là trong tháng 2 này các bạn có điều gì sẽ đến. Mọi người đợi mình xíu. Trong tháng 2 này á, đối với những bạn cung bò cạp còn độc thân á, thì xin chúc mừng các bạn là đầu tiên á, là sẽ có một ai đó đến và sẽ có một người nào đó xuất hiện trong tình cảm của các bạn. Các bạn có lá New Love và lá Sáu Xu ở đây. Các bạn thấy hình ảnh của lá Sáu Xu đây là một người đàn ông và đang cố gắng trao những cái đồng tiền dành cho cái người đàn ông còn lại, cái người đàn ông mặc áo màu xanh lá cây á. Cho nên sẽ có một new love coming trong cuộc sống của bạn. Nhưng mà ở đây cái việc còn lại nó sẽ lựa chọn về cái quyết định của bạn, rằng là liệu các bạn có dám tự tin và các bạn có dám đưa tay ra để nhận cái new love đó hay không. Tại vì mình thấy ở đây đối với những bạn mà cung bò cạp còn độc thân á, các bạn có lá chín gãy ở đây, nên nó sẽ làm em cái tinh thần rất là chờ đợi, rất là hờ hững, giống như là việc các bạn không dám đón nhận cái tình cảm đó. Có thể là bạn đã gặp được người đó rồi và cũng hay là chưa gặp, nhưng mà trong cái tâm lý của các bạn á, các bạn rất là sợ bị tổn thương, giống như là việc mà các bạn bước vào trong một cái mối quan hệ nào đó mà các bạn cảm nhận được rằng là nếu như mà lỡ mình yêu hết mình hay là một cái gì đó, thì nếu như cái hạnh phúc ở hiện tại càng lớn thì cái khoảng thời gian sau này nếu như mà có sự chia xa thì các bạn sẽ càng bị tổn thương rất là nhiều. Và thật ra cái quan trọng của các bạn á, ở đây các bạn còn có một lá nữa, đó chính là lá refusing to see, giống như là các bạn từ chối để nhìn thấy sự thật. Và cái sự thật ở đây á là cái tình yêu đó, hay là khi mà có một ai đến trao cái tình cảm dành cho các bạn á, thì bạn hãy tin được rằng bản thân của mình á xứng đáng được yêu thương như thế nào. Và thật ra nếu như thật sự bạn có tình cảm ngược lại đối với đối phương của bạn á, thì hãy cho cả hai người có một cơ hội để cùng nhau hạnh phúc. Và không phải, tại vì ở đây các bạn có rất là nhiều cái sự control và những cái sự kiểm soát ở đây, giống như là bạn không dám để bản thân mình, không để mình giống như là thoải mái để đón nhận tình cảm của ai đó vậy. Và nó giống như là cái việc làm bạn biết cái người đó đang đến, bạn biết cái điều đó đang đến, bạn cảm nhận được những cái điều đó, nhưng bản thân của bạn á, thì bạn vẫn ở trong những cái tâm trạng chối từ, chối bỏ, bạn phủ định những cái điều đó. Cho nên bạn cứ ngồi lừ một chỗ và bạn rất là băn khoăn cái việc giữa cái việc mà nhận lại những cái điều đó. Thật ra bạn biết sao hay không, ở đây bạn có lá The Hand with Men đó, đó chính là đã lúc bạn cần phải nhìn mọi thứ theo một hướng khác đi. Và lá The Hand with Men này ở đây bạn thấy nó giống như là cái việc là thay vì nhìn một điều đó theo một cái góc nhìn thẳng bình thường, thì mình giống như là mình trồng cây chuối, mình lật ngược lại. Và đôi khi cái cách nhìn khác đi á, sẽ mang đến cho bạn những cái nhìn nhận khác đi trong cái mối quan hệ tình cảm. Và bạn có lucky on your side, thần may mắn đang ở bên cạnh bạn. Và nói chung là chỉ cần bạn quyết định và bạn quyết tâm á, thì bạn sẽ có được sự ủng hộ của thần may mắn. Cho nên là đừng quá lo lắng gì cả. Và có cái quan trọng nhất nữa ở đây, bạn có lá The Mirror, có nghĩa là thế giới bên trong sẽ phản ứng, sẽ phản chiếu lại ở thế giới bên ngoài. Giống như là những cái suy nghĩ của bạn, hoặc là những cái điều mà bạn đắn đo, bạn có một cái gì đó ám ảnh trong cái suy nghĩ của mình á,
thì nó sẽ phản ánh ra và nó sẽ ảnh hưởng đến những cái hành động của bạn. Cho nên nếu như đối với những bạn mà các bạn đã gặp được cái new love này rồi và các bạn vẫn còn đang trong cái trạng thái giống như là đang rất là băn khoăn trong cái việc mà có nên nhận hay là không nhận cái tình cảm này, hay là có nên tiếp tục hay là bước vào trong cái mối quan hệ này hay không á, thì các bạn cần phải có một cái sự suy nghĩ thấu đáo. Và đôi khi mình cũng nên cho bản thân mình một cái cơ hội để hạnh phúc. Và ở đây các bạn còn có lá hét full people, giống như là cái việc rằng là nãy giờ bạn không hề cô đơn một mình, và bạn cho dù bạn đang có bất cứ cái hành động hoặc là những cái suy nghĩ gì á trong mối quan hệ tình cảm, thì hãy biết được rằng là bản thân mình cũng xứng đáng được yêu thương như thế nào, và bạn đang có cả vũ trụ chống lưng, bạn đang có thần may mắn ở đằng sau lưng để chống lưng cho bạn, nên là bạn đừng lo lắng gì cả. Và nếu như mà bạn sợ như là cái việc bước vào trong một mối quan hệ này bản thân mình sẽ bị tổn thương hay là như thế nào đó, và bạn cố gắng bạn kìm hãm lại, bạn kiềm chế những cái cảm xúc, những cái gì đó của mình á, thì hãy để cho mình có một cái cơ hội và hãy nhìn mọi thứ với một cái góc nhìn khác đi. Cho nên là các bạn cung bò cạp, các bạn cần phải có một cái nhìn cởi mở hơn về vấn đề tình cảm. Và giống như là cái việc bấy lâu nay mình đã đóng kín trái tim mình rồi á, thì đã lúc mình nên cho mình một cái cơ hội, và thay vì các bạn đóng chặt kín lại thì các bạn cũng có thể mở ra he hé một chút xíu cũng được, và hãy để bản thân mình được cảm nhận những cái nguồn gió mới, những cái luồng gió mới, và cái new love mới sẽ đến với các bạn. Và đó là thông điệp dành cho những bạn cung bò cạp còn đang độc thân. Và bây giờ mình sẽ đến với các bạn cung bò cạp đã có đối tượng hoặc là đang trong một mối quan hệ. Đối với những bạn cung bò cạp đã có đối tượng hoặc là đang trong một mối quan hệ á, thì có thể là bạn sẽ có dính dáng với cái người cũ, past life, bạn có lá past life relationship ở đây, hoặc là chỉ đơn giản là bạn và cái người hiện tại của bạn, hai bạn đã có một cái mối quan hệ rất lâu, nghĩa là nó không hẳn là cái mối quan hệ gần đây mà nói như là các bạn đã quen được một khoảng thời gian cũng khá là dài rồi, trên 6 tháng. Hoặc chỉ đơn giản là cái mối quan hệ của bạn, giữa bạn và cái người hiện tại, các bạn đã có những cái hợp đồng linh hồn với nhau từ nhiều kiếp về trước rồi. Và thật ra cái tình huống hiện tại của các bạn bây giờ á, các bạn đang có rất là nhiều những cái sự lo lắng. Các bạn có lá chính chính kiếm ở đây và lá Agreed. Cái lá chính kiếm ở đây các bạn có thể thấy hình ảnh giống như là một người không thể nào ngủ được, và những cái nỗi lo lắng, những cái nỗi sợ ám ảnh họ đến nỗi mà trong lúc nửa đêm á họ phải bừng tỉnh dậy và cắn móng tay, giống như là cái việc khi mà chúng ta thường hay làm hồi nhỏ, khi mà chúng ta ngủ không được và chúng ta rất là đang sợ ma hay là cái gì đó, chúng ta ý là cái hình ảnh nó hình tượng là như vậy. Và lá grief này á nó mang ý nghĩa rằng là letting go, như là mây của trời hay để gió cuốn đi. Và đối với một số bạn, khi mà các bạn đang trong cái tình trạng có quá nhiều nỗi sợ, thì có thể rằng cái nỗi sợ này là nỗi sợ các bạn cảm thấy không được an toàn, các bạn cảm thấy bị bỏ rơi. Có thể là cái đối tượng của các bạn á, họ quá tập trung về công việc, giống như là cái công việc hiện tại mới là cái mối quan tâm đầu tiên cho họ, hoặc là họ có quá nhiều cái khía cạnh lo trong cuộc sống, và từ đó chính vì cái điều đó cho nên bạn cảm nhận được rằng là họ ít có quan tâm còn lại trong cái mối quan hệ của bạn, và bạn cảm nhận có vẻ như là họ lạnh nhạt với bạn hay là như thế nào như thế nào như thế nào đó. Thì thật ra cho nên bạn cảm thấy rất là sợ, và giữa cái việc đó bạn muốn buông xuôi tất cả mọi thứ, như là bạn có thể là cái lòng tự tôn của bạn nó cũng khá là cao, và bạn có hai cái luồng suy nghĩ về bình thường về ban ngày, có thể là bạn tỏ ra rất là cool ngầu, bạn lạnh lùng, và đối với bạn thì cái việc mà họ không quan tâm đến bạn nhiều hay là như thế nào đó thì vẫn ổn thôi, bạn vẫn có thể sống cuộc sống của mình giống như là letting go, để mọi thứ một cách tự nhiên. Nhưng mà về đêm, khi mà bạn có thời gian, bạn rảnh rỗi á, bạn ngồi bạn suy nghĩ về những cái mối quan hệ hoặc là những cái chuyện đã xảy ra, thì bạn lại cảm thấy rất là lo sợ những cái vấn đề đó. Nhưng mà thật ra ở đây á, bạn biết sao không, bạn có lá do commitment is being tested, tất cả mọi thứ nó chỉ là những cái bài test cho mối quan hệ tình cảm của bạn thôi. Và bạn có lá 10 xu và lá calling in your soulmate, cho nên thật ra cái mối quan hệ của bạn vẫn là một cái mối quan hệ an toàn,
Và các bạn biết sao hay không, để cho một cái mối duy trì một cái mối quan hệ mà nó được bền vững á, thì không hẳn rằng là cái đối phương của bạn họ phải luôn quan tâm chăm sóc hay là ở bên cạnh bạn 24 trên 24. Và thật ra đôi khi cái việc mà họ hướng về cái sự việc, sự nghiệp hoặc là những cái đời sống xã hội, gia đình hay này nọ, thì cái điều đó chỉ chứng tỏ rằng là họ đang cố gắng cân bằng cuộc sống của họ mà thôi. Và đây cũng là một cái điểm tốt. Và nếu như mà bạn cảm thấy được những cái điều đó tạo cho bạn những cái nỗi sợ, những cái áp lực, và bạn không thể nào chấp nhận được cái điều đó, thì chỉ đơn giản rằng là bạn hãy tập trung lại vào cuộc sống của chính bản thân mình và yêu thương bản thân của mình nhiều hơn. Bạn có lá take the lead ở đây, có nghĩa là mình hãy giành lại cái thế chủ động. Và thật ra bản thân mình sẽ không thể nào, giống như là cái việc mà nói ai đó cần phải làm những gì, là như thế này như thế nọ, mình sẽ không thể nào là người nói như vậy được. Và tại vì ai cũng là người trưởng thành rồi, và bản thân của họ họ sẽ phải là người tự biết cân bằng cuộc sống của họ. Nên cái việc mà bạn cần có thể làm bây giờ đó chính là cái việc bạn cần phải cân bằng cuộc sống của bạn trước cái đã. Và thật ra các bạn ở đây, các bạn có lá Kon-in do soulmate, các bạn chính là soulmate của nhau, các bạn chính là người định mệnh của nhau. Cho nên là cái việc mà khi mà một cái mối quan hệ cần cần có để mà có thể kéo dài hoặc là lâu dài được, đó chính là cái việc mà cả hai linh hồn, các bạn đều là những cái linh hồn độc lập, và các bạn có một cái cuộc sống cân bằng dành cho nhau. Cho nên các bạn đừng quá lo lắng, hay là nếu như là cái việc mà họ ít quan tâm đến bạn nhiều hơn á, thì các bạn cũng hãy, thay vì các bạn luôn tập trung về họ, thì các bạn hãy quay trở về và các bạn tập trung về chính bạn. Và có thể chính vì như vậy cho nên là họ, cái bản thân, cái đối phương của bạn á, họ sẽ phải có một cái sự nhìn nhận, và họ sẽ phải tự động để điều chỉnh lại những cái hành động của họ để phù hợp với bạn hơn mà thôi. Và hãy nhớ rằng là tất cả mọi thứ nó chỉ là cái bài test dành cho cái mối quan hệ của bạn. Và ở đây bạn có lá 10 10 xu, nghĩa là một cái mối quan hệ rất là tuyệt vời. Cho nên không có gì làm quá, giống như là để mình phải lo lắng hay là mình có gì đó bất ổn, hoặc là có thể cái tâm lý của người kia làm họ đã cảm giác rất là an toàn trong cái mối quan hệ của bạn rồi. Và chính vì như vậy cho nên là họ muốn tập trung hoặc là muốn vươn đến những cái thứ khác về mặt sự nghiệp của họ nhiều hơn. Và đỡ biết đâu sau này nếu như mà hai bạn có một cái sự cam kết nào đó, thì ít ra các hai bạn cũng sẽ có một cái sự vững chắc về mặt tài chính hay là cái gì đó hay sao. Ý là đôi khi các bạn cũng cần có những cái sự nói chuyện với nhau, hay là thay vì cái hành động giống như là cái việc mà letting go và để mọi thứ như là mây của trời, hãy để gió cuốn đi. Và song song theo đó, giống như là cái việc các bạn cảm thấy rất là lo lắng, các bạn lo sợ, thì hãy có một cái sự nói chuyện với họ. Và không phải nói chuyện đây là như là để trách móc, là giống như là tại sao anh không quan tâm đến em hay là cái gì đó, mà giống như là hãy để biết được rằng là cái suy nghĩ của họ thật sự dành cho bạn trong cái mối quan hệ này như thế nào. Mà thật ra trong trả bài của các bạn á, mình thấy ở đây là tất cả mọi chuyện vẫn ổn. Và hãy giành thế chủ động, hãy cân bằng lại cuộc sống của bản thân của mình trước. Và thay vì mình luôn tập trung vào cái người còn lại, người kia, và mình luôn mong đợi, và chính vì như vậy nên là tạo ra những cái nỗi lo sợ của bản thân của mình á, thì quay trở về tập trung vào bản thân của mình. Và chính vì như vậy bạn sẽ luôn tỏa ra những cái nguồn năng lượng tiêu cực, và đối phương của bạn họ sẽ là phải là người tự động biết điều chỉnh cái thái độ hoặc là những cái hành động để có thể tiếp tục được đi đồng hành cùng bạn, để có thể đi chung đường với bạn mà thôi. Cho nên là hãy tự tin và hãy tin bằng cái giá trị của mình á, tuyệt vời như thế nào, mình tỏa sáng ra sao, và mình xứng đáng được nhận những gì. Và đó là thông điệp dành cho những bạn cung bò cạp. Và để nhận thêm thông báo khi có video mới, mọi người có thể nhấn vào nút đăng ký hoặc là subscribe và nhấn vào cái chuông bên cạnh. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.